Chiều ngày 3 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Tý, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Tổ chức, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Ban Điều hành và Giới sư các giới trường đã dâng tập về giới trường Tăng chùa Phước Hộ, xã Ngại Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, trang nghiêm tổ chức nghi thức cung nghinh Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Thiền Hoa. Giới trường có Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ít Ma A Xà Lê, tuyên luật sư. Hòa thượng Thích Giác Giới, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, giáo thọ A Xà Lê. Hòa thượng Thích Phước Tú, Hòa thượng Thích Thiện Thanh, đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Hòa thượng Thích Phước Cẩn, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cùng chư tôn đức, các trưởng phó các ban ngành thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Hòa thượng Thích Phước Tú có đôi lời sách tấn hàng giới tử. Giới tử đã có duyên lành khi tới đại giới đàn để đăng lâm thụ trì giới Phật. Đây là cơ hội vô cùng quý báu, cho nên các giới tử hãy trân trọng, lãnh thọ giới pháp của Đức Phật, vì đó là những giới thuộc về chân lý. Để đăng đàn lãnh thọ giới pháp của Đức Phật, để được đắc giới, thì ngay từ bây giờ, các giới tử thân tâm phải trang nghiêm, giữ gìn các thanh quy trong giới trường. Đại diện Hội đồng Thập sư Ni Chùa Phật Tánh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Ni sư Thích Nữ Như Minh đã dâng lời tác pháp cung thỉnh pháp bổn và di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Khoa về đại giới đàn chùa Phật Tánh. Hòa thượng Thích Minh Thông, tuyên luật sư, có đôi lời nhắn nhủ đến chư giới tử ni tại đại giới đàn chùa Phật Tánh: để lãnh thọ giới luật thì phải cố gắng giữ thân khẩu ý cho được thanh tịnh, cố gắng làm sao cho cầu được đắc giới, để sau này về chùa lấy giới luật đó mà tu hành, nhằm mục đích tự trang nghiêm bản thân và sau cùng là để tu hành đạt đạo giải thoát. Chiều cùng ngày, với sự chứng minh của chư tôn đức thành viên ban tổ chức, chư tôn đức giáo phẩm ni đại diện giới trường chùa Phật Tánh đã trang nghiêm cung thỉnh di ảnh trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa về đại giới đàn để chứng minh và gia hộ cho giới đàn được thành tựu viên mãn.